Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với kênh của tôi. Thì cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là một trong những tuyến đường ở đó rất là nhiều người đang trông chờ và mong đợi. Và cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là tuyến đường có thể rút ngắn hành trình của các tỉnh từ Sài Gòn đi về miền Tây. Thì hôm nay thì tôi đang có mặt ở tại địa điểm ở công trường thi công của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở tại ấp 7 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và hôm nay các bạn thấy đó, thì ở dưới chân cao tốc á, thì có hai trụ cột rất là to, chịu hàng trăm ngàn tấn ở phía bên trên. Và các bạn có muốn ai mà biết được bề tròn của chân cao tốc là bao nhiêu mét không? Bây giờ tôi sẽ tiến hành đo cái chân cao tốc này, chân cột cao tốc là bao nhiêu mét. Đây, giờ tôi sẽ dùng thước đo nha các bạn. Đỉnh có 100 này. Thì chào các bạn, như nãy giờ thì mình đã đo thử mình thì mỗi cái chân cột cao tốc như các bạn thì là 6 mét nha các bạn. Đó. Thì sau quá trình mà đo đạt thì nãy giờ các bạn cũng đã theo dõi, cũng đã biết được rồi đó. Thì nói chung là mỗi một nhịp cao tốc như vậy á, mỗi một quãng vậy á, thì nó sẽ có hai cái chân cột như thế này đây. Đó. Thì mỗi một chân cột thì đều đo nãy giờ thì các bạn cũng đã thấy rồi đó, thì nó có sẽ có bề tròn 6 mét nha các bạn. Đó, thì các bạn nhìn trên video các bạn thấy cái chân cột nó hơi nhỏ chứ thật ra là nó rất là to luôn các bạn. Đó, thì nói chung là hai cái chân cột này nó phải chịu lực rất là nặng luôn, mà mình cũng không có biết được là tìm hiểu được là cái chưa tìm hiểu biết được là ở bên khối bên trên của con đường cao tốc này có sức nặng là bao nhiêu ngàn tấn hay là bao nhiêu ngàn trăm tấn mình không biết, nhưng mà khoảng mỗi một khoảng cách xa xa vậy á là hai cái chân cột này nè nó rất là chịu lực rất là cao luôn á. Thì hôm nay có trời mưa nặng hạt rất là lớn nhưng ảnh hưởng đến những chiếc xe ben này, nó đã vận chuyển cát đá vào trong công trường nè, cũng gây khá nhiều vất vả cho các bác tài. Nhưng mà thì hôm qua thì các anh em công nhân của công trường đã xử lý cho con đường này rất là tốt và ok rồi, nên vận chuyển các đá vào đã nói chung là thuận tiện hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là like ủng hộ tôi để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo về công trình cao tốc này nhé.